Hello, hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng nay mình đang có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần với ngã tư 550, gần với ngã tư Chiêu Liêu. Hôm nay em sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà dạng biệt thự và 5 phòng trọ phía sau. Tất cả được chủ nhà đúc một trệt một lầu kiên cố hết. Tổng diện tích là 277m², chiều ngang là 9m90, chiều sâu là 28m, thổ cư hết luôn. Nhà này có sổ hồng riêng, có hỗ trợ ngân hàng. Giá rất là rẻ cho quý vị mua ở, mua kinh doanh, đầu tư, vừa ở vừa có thu nhập. Vị trí căn nhà này cách chợ chỉ tầm khoảng 300m thôi. Từ vị trí này mình di chuyển ra chợ rất là gần nhé. Phía trước căn nhà mình làm một con đường rộng tầm khoảng 12m, vỉa hè mỗi bên là 3m. Nhà này có hướng chính đông. Giá của căn nhà này rất là rẻ nhé, chỉ có 27 triệu trên 1m² thôi. Chiều ngang 9m90, chiều sâu 28m. Đây là mặt tiền căn nhà này. Căn nhà này được chủ nhà đúc một trệt một lầu và 5 phòng trọ phía sau đang cho thuê ở kín luôn. Mỗi phòng là đang cho thuê 2,5 triệu. Phòng trọ đều là một trệt một lầu hết nhá. Quý vị nhìn lại mặt tiền căn nhà này. Tổng 5 phòng trọ đang cho thuê là 12.500.000 đồng trên một tháng. Từ đây di chuyển ra chợ rất là gần nhá. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở ngã tư 550 hoặc Vincom 550 hoặc ngã tư Chiêu Liêu, hãy alo cho em. Em sẽ dẫn đi xem, hoặc quý vị có thể đứng ngay cổng của khu V-Ship 1, hướng đầu bên con đường DT743, hướng từ ngã tư 550 lên. Em sẽ dẫn vào xem nhé. Khu này cho thuê lúc nào cũng kín phòng. 5 phòng này rất là rộng, có cầu thang riêng từng phòng. Hiện tại đang cho thuê kín luôn nha. Phía sau đây là phòng trọ này. Cả nhà cả đất giá chỉ có 27 triệu trên 1m, nhà một trệt một lầu đúc kiên cố nha. Chỉ có 27 triệu trên 1m thôi, rất là rẻ luôn nha. Bây giờ mình ra tham quan 5 phòng trọ phía sau. Chủ nhà để hành lang vào 5 phòng trọ này rộng tầm 2m. Mình chạy xe máy quay đầu thoải mái luôn nha. Ở đây thuộc giáp với khu V-Ship 1 nên phòng trọ lúc nào cũng cho thuê ở kín luôn. Đây là 5 phòng này. 5 phòng đều có cầu thang lên trên lầu. Và mỗi phòng đang cho thuê là 2,5 triệu nha. Gác đúc kiên cố luôn. Bây giờ mình sẽ đi ra tham quan căn nhà. Hiện tại căn nhà đang để trống. Nhà này mình về cải tạo lại một xíu là mình có thể ở đẹp. Nhà được chủ nhà thiết kế rất là rộng, dạng như là một biệt thự luôn nha. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm 2 lớp cửa này. Ngoài đây mình có lớp cửa sắt và hàng rào bảo vệ, được chủ nhà làm cửa sắt dạng sắt đúc, uốn hoa văn rất là đẹp nha. Ở đây có khoảng trống hè rất là rộng. Và phía trong nhà mình có 2 cửa. Một cửa chính là cửa nhôm sinh pha 4 cánh, cửa phụ cũng là cửa nhôm sinh pha 2 cánh, 2 lối đi vào trong. Nhà rất là đẹp nha. Đây là địa chỉ của căn nhà này. Phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quý anh chị có nhu cầu mua ở hoặc mua đầu tư hãy liên hệ với em. Giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu là 7.600.000 đồng, chỉ bớt lộc thôi. Thì giá này tính cả nhà cả đất mới có 27 triệu trên 1m. Nhà một trệt một lầu. Nhà có con đường rộng trên 10m. Không gian phòng khách rất là rộng nha. Mình có thể làm văn phòng, công ty, kinh doanh, buôn bán ở đây. Khoảng trống phòng khách này có 3 cửa sổ ở bên hông để mình lấy ánh sáng, lấy gió tự nhiên nha. Vị trí rất là đẹp. Đường thông thoáng. Quý
trước nhà mình có một nhà nghỉ rất là lớn nhá. Phía trước đây có một nhà nghỉ này, một nhà nghỉ rất là lớn, nhà nghỉ khách sạn nha. Ở đây mình có thể vừa ở vừa mở văn phòng công ty được luôn. Xung quanh đây được chủ nhà dán giấy dán tường hết rồi. Cửa bên hông thì được chủ nhà làm bằng cửa nhôm Sinfa. Lối đi bên hông nhé. Kế bên cũng có giấy trọ nhưng cũ rồi. Giấy trọ nhà mình còn đang còn mới. Vì cho thuê tới 2,5 triệu trên một phòng, quý vị cũng hiểu chắc chắn là phòng trọ cũng phải rộng rãi như thế nào mới cho thuê được 2,5 triệu trên một phòng nhé. 5 phòng đang ở kín luôn. Còn đây là không gian khu bếp nấu ăn của căn nhà mình. Bếp được chủ nhà làm 2 dàn tủ trên và dưới, vách thì được ốp kính cường lực sơn màu vàng. Không gian rộng rãi nhé. Tầng trệt này mình có một phòng ngủ ở dưới và một phòng vệ sinh ở cuối căn nhà. Đây là phòng ngủ ở tầng trệt nhà mình. Đây là phòng vệ sinh ở cuối căn nhà nhé. Đây có chỗ mình kê máy giặt này. Phòng vệ sinh ở tầng trệt căn nhà mình. Khoảng trống ở tầng trệt rất là rộng. Chủ nhà xây chiều ngang tầm 7 m, chiều sâu tầm khoảng 15 m. Mình ở tha hồ nha, cực rộng luôn. Bây giờ mình cùng di chuyển lên lầu trên để mình tham quan. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Mình xin được nhắc lại, căn nhà này nằm ngay tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, cách ngã tư Chiêu Lưu tầm khoảng hơn 1 km, cách ngã tư 550 tầm khoảng 2 km. Từ vị trí này di chuyển đi trung tâm thành phố như quận nhất hết tầm khoảng 22 cây, tới sân bay Tân Sơn Nhất cũng tầm khoảng 22 cây thôi nhé. Cách Thủ Đức tầm khoảng 5 cây. Không gian tầng lầu nhà mình đây, không gian chủ nhà thiết kế theo dạng mở văn phòng công ty. Trên đây mình có thể ngăn thêm làm 2 phòng ngủ ở góc này. Ở phía trước cũng có phòng ngủ rất là rộng nha. Khoảng trống đây mình làm văn phòng công ty là tuyệt vời. Phía sau đây mình có giếng trời này. Ở đây mình có giếng trời rộng rãi. Ở đây mình có thể làm nơi phơi đồ, kê máy giặt ở đây. Ở đây có mái che di động nha. Trên đây đã được chủ nhà hàn bao đầy đủ hết rồi. Không gian rất là thoáng nhé. Từ vị trí này mình có thể nhìn ra dãy phòng trọ nhà mình này. Đây. Hành lang rất là rộng nhé. Đường phía trước này. Giá chỉ có 7,6 tỷ thôi. Cả nhà cả đất, nhà một trệt một lầu và dãy trọ một trệt một lầu. Cả nhà cả đất giá chỉ có 27 triệu trên 1 m. Tổng diện tích căn nhà này là 277 m² nhé. Hướng chính đông, đường rộng 12 m. Quý anh chị nào đang có nhu cầu mua ở hoặc mua đầu tư, hãy liên hệ với em Sơn. Hẹn gặp em ở ngã tư 550 để em dẫn đi xem nhé. Khu vực này quý vị mua mình đất không cũng tầm trên 30 triệu 1 m rồi. Mà đây là vị trí rất là đẹp. Cả nhà cả đất giá có 27 triệu trên 1 m thôi. Giá rất là rẻ nhé. Phòng ngủ này có khu bồn tắm rất là rộng nha. Quý vị mình có thể mua về mình chỉnh sửa cải tạo lại một xíu là mình có thể ở ngay. Nhà xây đúc bê tông cốt thép rất là chắc chắn. Nhà xây kiên cố nhá, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.